Hello, xin chào các bạn. Và hôm nay mình sẽ chơi vị tướng xạ thủ trâu nhất Liên Quân Mobile 2017 anh em ơi. Đó chính là Morden, đại sư cơ khí. Cùng bộ trang phục là chú thợ điện rất là ngầu. Rồi, vác quả súng thì to vật vã. Tuy già nhưng mà rất là sung. Và rất là trâu anh em ơi. Nó trâu nhất 2017 thì nó có lý do của nó đấy anh em ơi. Nhiều bạn chưa rõ là Morden trâu điểm nào. Nó trâu ở cái nội tại búp sáp của chiêu thứ nhất. Và cái nội tại chút búp giáp này nếu mà chỉ có búp một tầng thôi, búp một lần thôi thì nó sẽ không trâu. Nhưng mà nội tại này có thể xếp trồng đến 10 lần và hiện tại mình đang 4 lần rồi. Kích hoạt mỗi lần kích hoạt chiêu 1 thì anh em sẽ xếp thêm một tầng nữa. Đó, bây giờ mình đã xếp được 6 tầng cái búp giáp rồi. Đó, càng ngày càng trâu và giao tranh càng lâu càng trâu, càng chơi càng trâu. Đấy anh em ơi, đó 8 tầng rồi. Và cái nội tại này, búp giáp này giữ rất lâu rồi anh em đánh được thường trong giao tranh nhá. Đấy. Đấy, 10 tầng anh em ơi, rất nhanh là mình sẽ đã mắc 10 tầng. Và bây giờ là Morden đặt cái cảnh giới là mắc trâu rồi. Có thể cân được mấy em đấy. Ok, rất là phê. Bây giờ nói chung là lữ bố hay là gì đánh vào mình như kiểu là không mất máu mà. À, combo thì chiêu 3, chiêu 2 nhá. Đấy. Thanh niên đập đầu vào cái vòng trường điện tử của mình mà sấp mặt. Nhìn trông đáng thương quá lữ bố ơi. Thực sự trận đấu này mà được bạn Timmy hỗ trợ từ đầu đến trận cuối trận ý, thì rất là phê. Vừa được làm choáng hỗ trợ vừa được khả năng hồi sinh nếu nhớ may bị chết. Rồi đấy, khả năng phá trụ của Morden vô đối với cái nội tại của chiêu 1, nó bắn thường hai phát và cái chiêu này nó cũng hồi liên tục ý. Cứ bắn thường là anh em được hồi liên tục thôi, cái nội tại tinh chuẩn. Cứ năm nó đánh thường là anh em sẽ được hồi lại làm mới chiêu thứ nhất nha. Ok. Đấy thôi các bạn ơi. Giờ Timmy về đi bạn ơi. Rồi, cái sự thay đổi của Morden trong phiên bản tiếp theo lễ hội mùa đông. Đây là, hiện tại là lễ hội mùa đông rồi. Phiên bản tiếp theo là phiên bản Happy New Year, chúc mừng năm mới. Là như thế nào? Đây là điều các bạn quan tâm khá nhiều. Thì tổng thể vị tướng này sẽ bị giảm sức mạnh. Đó, nhưng mà mình nghĩ là nó cũng không giảm quá nhiều đâu, nó chỉ giảm cái độ trâu của nó đi thôi. Nghĩa là giảm như thế nào? Giảm cái độ trâu của chiêu 1 của Morden đi, không phải giảm ở cái chỉ số cộng giáp mà giảm cái ở khả năng xếp tầng. Mình không xếp 10 tầng hiện tại được nữa đây, mình đang 10 tầng đây. Mắc ở phiên bản tiếp theo chỉ có 7 tầng thôi. Đấy, nhưng mà nghĩ là 7 tầng cũng rất là trâu rồi. Bây giờ mình cứ 10 tầng rất là trâu và 7 tầng cũng rất là trâu anh em ơi. Không quá nhiều đâu. Bù lại thì Morden sẽ được giảm cái mana dùng khi dùng chiêu súng tấn công đi. Cái chiêu mana mà chiêu mà Morden thường xuyên sử dụng giảm từ 40 mana còn 35 mana sử dụng thôi. Đấy. Đó, chiêu cuối, chiêu 1 làm choáng luôn, chiêu 2 làm choáng luôn. Anh em đánh Morden mà thuộc cái combo chiêu cuối, chiêu 2 ấy, thì đánh rất là mạnh. Rồi, team 3 là bọc lót cho nhau rất là tốt. Ok. Vào đây các chàng trai. Ra đây mà ăn rồng này. Ôi thôi xong được xong mà lốc rồi. Timmy làm choáng được thì chắc chắn các án mạng thì ra. Tiếc quá, thôi phá trụ. Không ăn rồng là phá trụ các bạn ơi. Ép trụ vậy. Lợi thế của xạ thủ là ép trụ mà. Và đấu danh thì ép trụ được thì nó rất là có lợi. Ok. Có một sự thực là trong phiên bản tiếp theo mình không nghĩ là xạ thủ sẽ được sử dụng đi dùng nhiều nữa đâu. Mình nghĩ là với vậy. Phiên bản tiếp theo mình nghĩ là nhiều xạ thủ, nhiều vị tướng đấu sĩ đô đòn như kiểu là Zephyr sẽ được sử dụng đi dùng nhiều hơn, hay là Zeal. Đó. Bởi vì cái món kiếm chi hồn trong phiên bản tiếp theo sẽ không có đánh cái chất phương phép đâu. Đấy, các bạn nhìn thấy nhá.
nó đòi đánh thường của mình cộng rất nhiều sát thương phép đấy. Nhưng mà phiên bản tiếp theo thì không có chuyện đó nữa. Ok, cái đặt chiều cuối đặt giữa đội hình tìm bạn rất là thốn. À, không biết xạ thủ đi rừng phiên bản Happy New Year của còn ưa chuộng mà sử dụng không. Người kiếm truy hồn mà không có đánh phần trăm máu thì nó yếu hẳn đi anh em ơi. Đánh phần trăm máu gây sát thương phép đấy, farm thì vẫn rất nhanh thôi, nhưng đánh người nó không được thốn nữa. Với xạ thủ nếu mà có hai nguồn sát thương, cả sát thương phép và sát thương vật lý thì nó mới quá mạnh như hiện tại. Còn nếu mà chỉ có sát thương vật lý thôi thì nó lại cần xuyên giáp rất nhiều. Ok thì mới khỏe được. Có mà chạy lên quận này choáng này. Ok, cái sự thay đổi này của màu đen mình nghĩ là nó sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đâu anh em ơi. Không ảnh hưởng quá nhiều đến sức mạnh của vị tướng này. Thì trâu vừa thôi, trâu quá thì cũng có làm gì đâu. Bị áp sát, bị hấp tờ điểm thì vẫn chết thôi. Ok, trâu vừa đủ là sống, đủ sống rồi. Đó, choáng tiếp đi, Timmy ơi. Rồi, xong bạn Timmy rồi. À, bạn ấy còn hồi sinh à? Choáng, rồi hay. Rồi, quá tuyệt vời, mình được bắn anh em ơi. Xạ thủ được bắn thì tìm bạn lấy gì mà đỡ đây. Quá tuyệt vời ông mặt trời. Ok, và trong trận đấu này mình sẽ lên đồ Moren Thọc Phong cách hết sức dị nha. Trong các bạn sẽ thấy món đồ rất là dị. Mình sẽ không lên cái phước hợp kiếm nữa, mình sẽ lên cái áo tràng băng giá nha. Ok, một đối thủ áo tràng băng giá. Rồi, ok. Rồi bị choáng là không thể thở được. Đúng là bạn Lữ Bố không được thở anh em ơi. Không được thi đấu. Cứ dính combo của mình. Thực sự là đánh nhiều thì combo sẽ rất chuẩn anh em ạ. Cái combo 3-2 sẽ rất là chuẩn. Nhưng các bạn có thể thấy là thông tạo tướng của mình toàn thông tạo C, thông tạo B là căng. Chứ nhìn các bạn toàn thông tạo S đánh, chắc chắn là đánh một vị tướng nhiều hơn mình và đánh kỹ năng một vị tướng đó hơn mình rất nhiều ạ. Thật sự là như vậy. Có điểm mạnh của MOBA Việt đó là phân tích kỹ năng. Chứ phải là với việc dùng kỹ năng thì nó cũng tầm trung thôi anh em ơi. Nghĩa là sẽ có kiến thức cơ bản. Còn kiến thức nâng cao thì các bạn phải thực sự là mình cũng phải là tập nhiều, luyện tập nhiều thì mới ngộ ra được. Đấy, ok. Như con Moren này ý, thì trước khi vào giao tranh thì nghe mà lên tích 3 đến 4 điểm nội tại tinh chuẩn bắn thường ở ngoài trước. Có thể bắn vào quái hoặc là quái rừng hoặc là lính đi đường, hoặc là có thể là thậm chí bắn vào rồng hoặc kinh công để lấy nội tại trước. Đó, 3 điểm này. Thì anh em bắn thường một phát là chiêu 1 anh em hồi lại liên tục. Đó, như vậy anh em vừa nói chung là tích được nhiều cái nội tại tinh chuẩn giáp trâu, nội tại của súng tấn công rất là trâu, vừa có thể bắn chiêu liên tục và vừa có tăng tốc chạy liên tục. Đó, ấn combo thì vẫn là 3-2 chuẩn xác thôi đấy. Chạy đâu về nhà mà không chết à. Ok, các bạn có thể thấy sức mạnh của Moren đại sư cơ khí chưa, vẫn rất là bá đạo. Rồi, video clip mình thông báo cái sự giảm sức mạnh của Moren trong phiên bản tiếp theo đến đây hết rồi. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.